Đến ngày 21 tháng 11, mưa lớn đã ngừng hẳn, tranh thủ nước rút, người dân địa phương khẩn trương dọn dẹp khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại khu phố 2 thuộc phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, nước đã rút nhưng lượng bùn non để lại cực kỳ lớn. Nhiều đoạn cao hơn 20cm gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân. Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ đã huy động 50 chiến sĩ để hỗ trợ người dân, trong đó tập trung tại các trụ sở cơ quan, trường học, chợ và các tuyến đường cần sớm được lưu thông. Sau khi nước rút thì khẩn trương huy động 50 cán bộ chiến sĩ xuống Ủy ban nhân dân phường để hỗ trợ các lực lượng chức năng. Đặc biệt là các cái khu vực trọng điểm như là Ủy ban nhân dân phường, rồi các cái trường học. Nhiều nhà dân đây nước tràn vào trong nhà, đồ đạc ướt hết. Số hộ dân trong chợ là không dọn kịp, nước lên rất là nhanh, ảnh hưởng thiệt hại vô cùng lớn. Nhưng mà chỉ có năm nay nước mới nhiều như thế này. Nhiều khu vực ở địa bàn thành phố Quy Nhơn sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt tại các khu dân cư sống giáp ranh dọc các sườn đồi, núi Bà Hỏa, núi Vũng Chua. Dọc tuyến quốc lộ 1D từ Quy Nhơn đi thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận nhiều điểm sạt lở, đất đá chảy tràn xuống đường quốc lộ gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Tại con đường độc đạo nối từ quốc lộ 1A vào tổ 49, phường Quang Trung, mưa lớn đã làm sạt lở đoạn đường dài khoảng 5m, ngay sát nhà dân. Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, Bình Định cho biết, đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, cắt cử lực lượng chốt trực 24/24 giờ, tuyệt đối không cho người dân di chuyển đến khu vực sạt lở ở núi Bà Hỏa, thuộc tuyến đường độc đạo ở tổ 49, khu vực 5, phường Quang Trung. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung cho biết, địa phương đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn để có phương án khắc phục nhanh tuyến đường, đảm bảo an toàn cho người dân. Ngoài ra, tuyến đường Huỳnh Lý thuộc thành phố Quy Nhơn chỉ kéo dài vài trăm mét, nhưng lại có rất nhiều điểm sạt lở. Trong đó có nhiều điểm sạt lở nhiều lần mỗi khi có mưa lớn. Tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa có những giải pháp khắc phục về lâu dài.